Hi, xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn mô hình WWE Otis Slip 76. Mô hình WWE Otis Elite 76 gồm có mô hình Otis, một đai Yolo County Tag Team Champions, một áo khoác và bốn bàn tay rời. Và đây cũng là mô hình First Time in the Life của Otis để các bạn. Ở mặt sau của hộp thể hiện thông tin chi tiết của WWE Superstar Otis đây các bạn. Kèm theo đó là có thiết kế hình ảnh rất đẹp và chi tiết của WWE Superstar Otis đây các bạn. Và đây là tem WWE đây các bạn. Ngoài Otis thì dòng WWE Elite 76 chúng ta còn có các mô hình sau: John Cena, Braun Strowman, Tucker, Lacey Evans và Christian. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu chi tiết mô hình nhé. Sau khi quy hợp và trưng bày, chúng ta sẽ có mô hình Otis, một áo khoác, một đai Yolo County Tag Team Champions và bốn bàn tay rời. Otis là một trong những WWE Superstar rất được các fan hâm mộ yêu mến, và Otis hiện là thành viên của Tag Team Heavy Machinery. Tag Team Heavy Machinery gồm hai thành viên gồm có Otis và Tucker. Tag Team Heavy Machinery là một tag team rất được các fan hâm mộ yêu mến, và Otis hiện đã một lần Yolo County Tag Team Champions cùng với đồng đội của mình là Tucker, Tag Team Heavy Machinery, một lần chiến thắng trận đấu thang tranh bản hợp đồng Money in the Bank ở sự kiện WWE Money in the Bank vào năm 2020 và nhiều danh hiệu khác, một thành tích rất ấn tượng của Otis. Mô hình WWE Otis Elite 76 được thực hiện dựa trên trang phục của Otis thi đấu ở Show SmackDown tháng 6 năm 2019. Trở lại với mô hình, trước tiên chúng ta sẽ đến với bốn bàn tay rời của Otis. Ở hai bàn tay đầu tiên, ở bàn tay bên trái và bàn tay bên phải được thiết kế là kiểu dáng bàn tay nắm lại đây các bạn. Và đây. Hai bàn tay rời này chúng ta có thể thay đổi để gắn vào hai bàn tay hiện tại của mô hình Otis đây các bạn. Và đây. Hai bàn tay rời được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Ở hai bàn tay rời tiếp theo, ở bàn tay bên trái và bàn tay bên phải được thiết kế là kiểu dáng bàn tay mở, 5 ngón tay đây các bạn. Và đây, rất chi tiết. Hai bàn tay rời này được thiết kế rất đúng phong cách của Otis, Tag Team Heavy Machinery mỗi khi xuất hiện trên sàn đấu. Hai bàn tay rời này chúng ta có thể thay đổi để gắn vào hai bàn tay hiện tại của mô hình Otis đây các bạn. Và đây.
Hai bàn tay rời được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với áo khoác của Otis. Áo khoác của Otis Tag Team Heavy Machinery được thiết kế với kiểu dáng sắc nách, dạng jean. Ở mặt trước được thiết kế với tông màu xanh dương nhạt và có thiết kế các chi tiết nổi với tông màu xanh dương nhạt thể hiện phần đường viền của cổ áo khoác. Đây các bạn, đường viền áo khoác. Đây các bạn, hai túi trước áo khoác và các chi tiết trên áo khoác. Đây các bạn, rất đẹp. Và có thiết kế dòng chữ Blue Collar Solid được thiết kế với tông màu xanh dương nhạt, màu đen và màu vàng. Đây các bạn, rất đẹp. Và có thiết kế tên của WWE Superstar Otis được thiết kế với tông màu vàng và có đường viền màu đen. Rất đẹp, đây các bạn. Phần nút áo khoác được thiết kế với tông màu bạc, đây các bạn. Và được thiết kế nổi rất đẹp, đây các bạn. Và cũng ở mặt trước của áo khoác, chúng ta sẽ thấy có thiết kế họa tiết với tông màu trắng. Đây các bạn, rất chi tiết. Mặt sau áo khoác được thiết kế với tông màu xanh dương nhạt và có thiết kế các chi tiết nổi với tông màu xanh dương nhạt thể hiện phần đường viền của cổ áo khoác, đường viền áo khoác. Đây các bạn, và các chi tiết trên áo khoác. Đây các bạn, và có thiết kế biểu tượng đặc trưng của Tag Team Heavy Machinery được thiết kế với tông màu vàng, màu đen, màu trắng trên nền màu xanh dương nhạt và phần đường viền ngoài được thiết kế với tông màu đen và màu vàng. Đây các bạn, rất chi tiết. Kèm theo đó là có thiết kế các họa tiết với tông màu trắng. Đây các bạn. Và đây, rất đẹp. Áo khoác của Otis Tag Team Heavy Machinery được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với đai Yolo County Tag Team Champions của Otis Tag Team Heavy Machinery. Đây là đai Yolo County Tag Team Champions, đai được thiết kế với tông màu vàng. Ở bề mặt giữa của đai, chúng ta sẽ thấy có thiết kế dòng chữ Yolo County Tag Team Champions được thiết kế với tông màu đen trên nền màu vàng. Rất đẹp, đây các bạn. Kèm theo đó là có thiết kế các đường sọc với tông màu đỏ và màu xanh dương. Đây các bạn, rất chi tiết. Và phần đường viền ngoài được thiết kế hình tròn với tông màu đen. Đây các bạn, rất chi tiết. Ở các bề mặt nhỏ bên phải của đai, chúng ta sẽ thấy có thiết kế 4 ngôi sao được thiết kế với tông màu xanh dương và màu đỏ. Đây các bạn, rất chi tiết. Và các bề mặt nhỏ bên trái của đai được thiết kế tương tự với 4 ngôi sao được thiết kế với tông màu đỏ và màu xanh dương. Đây các bạn, rất chi tiết. Và phần đường viền của đai được thiết kế với tông màu đen. Đây các bạn, rất đẹp. Đai Yolo County Tag Team Champions được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mô hình Otis. Mô hình Otis được thiết kế với ngoại hình rất đẹp. Chúng ta có thể thấy ngoại hình của Otis được thiết kế rất đẹp ở mặt trước.
và mặt sau được thiết kế rất chi tiết. Mô hình Otis được thiết kế với khuôn mặt rất đẹp, chi tiết và rất đúng biểu cảm của Otis. Với mái tóc được thiết kế để dài và được chảy ngược ra phía sau, mái tóc được thiết kế với tông màu nâu. Đây các bạn, mái tóc được thiết kế rất chi tiết và đặc trưng của Otis. Đây các bạn. Và đây, mái tóc của Otis được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Kèm theo đó là có thiết kế bộ râu quai nón được thiết kế dài với tông màu nâu. Đây các bạn, rất đẹp. Head scan rất đẹp của Otis. Trang phục của Otis được thiết kế với tông màu đen, màu vàng, màu trắng và màu xanh dương làm chủ đạo. Hai bàn tay của Otis, bàn tay bên trái được thiết kế là dạng bàn tay mở với biên độ hẹp. Đây các bạn. Và bàn tay bên phải được thiết kế là dạng bàn tay mở với biên độ hẹp. Đây các bạn. Hai bàn tay này chúng ta có thể thay đổi với 4 bàn tay rời của mô hình Otis để các bạn. Trang phục của Otis được thiết kế với kiểu dáng phong cách thể thao áo liền quần. Ở mặt trước của trang phục được thiết kế với tông màu đen để các bạn. Và có thiết kế các chi tiết nổi với tông màu xanh dương và màu đen, thể hiện phần đường viền của trang phục để các bạn. Và đây, rất chi tiết. Và cũng ở mặt trước của trang phục, chúng ta sẽ thấy có thiết kế biểu tượng đặc trưng của Tech Team Heavy Machinery được thiết kế với tông màu vàng, màu trắng trên là màu đen. Và có đường viền ngoài được thiết kế với tông màu vàng. Đây các bạn, rất đẹp. Ở bên hông phải của trang phục có thiết kế các đường sọc với hai tông màu xanh dương và màu trắng. Đây các bạn, rất chi tiết. Và ở bên hông trái của trang phục cũng được thiết kế tương tự. Đây các bạn. Mặt sau của trang phục được thiết kế với tông màu vàng và màu đen và có thiết kế các chi tiết nổi với tông màu xanh dương và màu đen, thể hiện phần đường viền của trang phục. Đây các bạn. Và đây, rất chi tiết. Kèm theo đó là có thiết kế tên của WWE Superstar Otis được thiết kế với tông màu xanh dương. Đây các bạn, rất chi tiết. Trang phục của Otis, Tag Team Heavy Machinery được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Hai bàn chân của Otis được thiết kế là kiểu dáng bàn chân ngắn, đây các bạn. Và được thiết kế cố định với tông màu đen, đây các bạn. Và đây, rất chi tiết. Ở mặt trước, bàn chân bên phải, chúng ta sẽ thấy có thiết kế tên của WWE Superstar Otis được thiết kế với tông màu trắng, đây các bạn. Và ở mặt trước, bàn chân trái của Otis được thiết kế là họa tiết với tông màu đen và màu trắng, đây các bạn, rất đẹp. Bàn chân của Otis được thiết kế cố định và được thiết kế rất đẹp, đây các bạn. Giày của Otis được thiết kế là kiểu dáng giày thể thao, đây các bạn, được thiết kế với tông màu trắng, đây các bạn. Và đây, giày dài được thiết kế với tông màu đen, đây các bạn. Và đây, phần mũi dài và gót dài được thiết kế với tông màu đen, đây các bạn. Và đây, và đế dài được thiết kế với tông màu đen, đây các bạn. Và đây, rất chi tiết. Mặt sau dài chúng ta sẽ thấy có thiết kế đường sọc với tông màu đen, đây các bạn. Và đây, rất chi tiết. Giày của Otis được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Đây là mặt sau của mô hình. Về phần khớp của mô hình, trước tiên chúng ta có khớp đầu. Khớp đầu chúng ta có thể xoay phải, xoay trái, lên xuống rất là dễ dàng. Khớp tay chúng ta có thể dang ngang. Để xuống. Để lên. Xoay. Bắp tay chúng ta có thể xoay được. Bàn tay chúng ta có thể xoay được.
khớp hông chúng ta có thể xây được. Khớp bụng chúng ta có thể gập xuống để lên. Khớp chân chúng ta có thể dang ngang để xuống, để xuống, để lên phía trước, để lên phía trước, để xuống, để xuống, xoay, xoay. Khớp gối chúng ta có thể bẻ cong lại. Bàn chân chúng ta có thể xoay được và duỗi thẳng ra. Otis là một trong những WWE Superstar mà mình rất yêu thích. Một mẫu hình rất đẹp của Otis. Như vậy là mình đã giới thiệu xong về mô hình WWE Otis Elite 76. Mình xin kết thúc video tại đây. Hy vọng các bạn sẽ thích video này. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.